Xin kính chào các bạn, quý vị, tôi đã quay trở lại cùng với một tựa game hoàn toàn mới. Đương nhiên rồi, chứ ai để giới thiệu game cũ, rảnh hãng à. Và đây là một trò chơi mang phần kinh dị khi mà các bạn thấy là cái chữ zombie ở đây. Và đây là I saw zombie, tức nghĩa là dịch ra tiếng Việt theo cái từ điển Google, nghĩa là tôi nhìn thấy zombie. Tuy nhiên thì cái từ saw này không phải là saw kia, mà saw này là saw khác, nó không phải saw thường mà là saw khác nữa cơ. Trò chơi này là một trò chơi giải đố. Nhiệm vụ các bạn sẽ là làm sao tiêu diệt được những con zombie đang ở đây bằng cái cách nào đó. Đấy. Xong, các bạn chỉ làm sao đưa được cái này là cái khỉ gì nhỉ? À cái lưỡi cưa để cho nó có thể tiêu diệt được con zombie đang đứng ở chỗ này. Tất cả các vật phẩm ở trên đường này các bạn đều sử dụng được, với điều kiện nó phải là có màu vàng da cam. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Đừng lan xuống kia. Rồi, hay quá. Nổ một phát nữa, như thế là cái lưỡi cưa này sẽ bay thẳng về phía zombie của mình. Những màn chơi ban đầu của game thì cũng như bao trò chơi khác là nó khá dễ. Ví dụ như màn này, vãi nồi, thôi bị lừa rồi. Những màn chơi đầu thì thường dễ, nhưng mà chỉ nhằm mục đích thả thính thôi. Ow! Những cái đoạn này không chơi được, đã phải cắt. Rồi, đấy. Những màn chơi này thì không có thử thách quá khó khăn cho tới lúc này. Là một người chơi có thể là do mình chơi giỏi quá nên mình thấy không khó. Nhưng biết đâu các bạn chơi sẽ thấy khó, đúng không ạ? Đây, các bạn sẽ chỉ cần nổ một phát. Định mức nha mày. Một trò chơi mà yêu cầu chúng ta phải có được các cái kỹ năng cần thiết là phải thật tỉnh táo, biết tính toán, thông minh, đẹp trai, dễ thương như mình thì may ra có thể chơi được. Thằng nào vừa cười thật cho nghỉ việc luôn nha. Đấy, thấy chưa? What the fuck? Lại sấp mặt lờ một lần nữa. Tại sao mình review mình có chọn đúng phải toàn những cái màn khó vậy trời? Em ơi xuống đi, em ơi anh xin em. Boom, hay quá, mình đã qua được rồi. Các bạn thấy đẳng cấp của mình chưa? Ôi màn này như thế nào đấy? What the fourth phát? Fuck the what? Thế là thế nào nhỉ? Fuck! À, trời ơi, bị lừa. Hóa ra là chúng ta không phải là dùng lưỡi cưa để giết cái này được. À, chết nhầm. Không phải riêng lưỡi cưa mà kể cả bom cũng có thể giết được. Làm mình cứ nãy giờ cứ như thằng ngáo đơ. Ok, xuống đi em ơi. Lần sau bố review từ màn 1. Có rất nhiều màn chơi ở đây. Bạn thấy là có vô số các màn. Đến màn 28 rồi. Sao màn 28 này mình không qua được nhỉ? Đấy, thì đây là cái cách chơi của tựa game như thế này. Mặc dù ban đầu các bạn thấy là nó khá dễ, nhưng thực ra là nó dễ thật. Mà quan trọng cho ta là phải làm sao để vượt qua được tất cả các màn chơi ở đây. Đây là một tựa game của lập trình viên Việt Nam, nên các bạn có thể tải về và ủng hộ cho các bạn đấy, để chơi trò chơi này nó hứng khởi hơn. Và rate 5 sao trên Play Store. Và nó tổng cộng là chúng ta sẽ có 1, 2, 3 thế giới và sẽ còn có nữa trong tương lai. Và cái cách chơi nó chỉ đơn giản như thế thôi. Thế nhưng mình thách bạn nào mà chơi giỏi hơn mình qua được màn 28 ấy. Nếu được thì ngon comment bên dưới. Nam mô A Di Đà Phật, mong như đừng có thằng nào qua được.